Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Một ngày kia, có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi, mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong tâm tình của những người con đã được Thiên Chúa yêu thương, nhận ra tình yêu của Ngài và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Khi đã lựa chọn Chúa là mục đích, lẽ sống, thì cũng đón nhận những lời giáo huấn dạy dỗ của Ngài như khuôn vàng thước ngọc, thi hành luật Chúa với lòng mến, tránh tình trạng như Hê-rô-đê luôn tìm cách loại trừ Đức Giê-xu chỉ vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm, hay như những người Pha-ri-siêu vì sợ phiền hà, liên lụy, hay vì không chấp nhận chân lý của tình thương mà đã lợi gió bẻ măng, tiếp tay cho sự gian ác, đồng lõa loại bỏ Đức Giê-xu. Còn chúng ta thì sao? Trước những khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta đã xác tín vào Thiên Chúa chưa? Hay chúng ta đã quá lo lắng, sợ hãi đến nỗi phải đi coi bói, hoặc tin tưởng vào một điều dị đoan nhảm nhí nào đó? Tệ hơn nữa, vì hiềm khích, tham lam và kiêu ngạo, ta đã đắm chìm trong tội, nên không thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Ta đã bị một lớp mây mù dày đặc của tội lỗi làm cho mắt mình không còn phân biệt được tốt xấu. Hay đôi khi nhận ra, nhưng vì miếng cơm, manh áo, vì danh dự, vì chức quyền, ta đã nhắm mắt trước tình yêu của Chúa và đã đi ngược lại với tiếng lương tâm. Vậy, chớ gì lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta có được một xác tín. Thiên Chúa là người cha đầy yêu thương. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được sự tin tưởng phó thác trước tương lai và bình an trong mọi thử thách, mọi nghịch cảnh ở đời, vì biết rằng tương lai không hoàn toàn thuộc về mình, và mọi nghịch cảnh có xảy đến cho ta cũng không nằm ngoài ý định yêu thương của người cha. Đồng thời, còn biết sẵn sàng chấp nhận số phận thương đau với Chúa bằng một sự kiên trì nhẫn nại, vì ai bình đổ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, đồng thời luôn sống trong tình yêu đó bằng việc đón nhận Chúa
như lẽ sống của cuộc đời và biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Amen.